Kính thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama dự trù sẽ ra lệnh thêm một số ngành nghề phải trả giờ phụ trội cho hàng triệu nhân viên, tin từ Tòa Bạch Ốc. Đây là hành động mới nhất của chính phủ nhằm buộc các công ty phải chia bớt tiền lời của họ cho các nhân viên có đồng lương đứng tại chỗ từ lâu nay. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ ra lệnh cho Bộ Lao động điều chỉnh lại các quy chế để trả lương giờ phụ trội cho hàng triệu người đang làm quản lý các tiệm fast food, các nhân viên soạn hồ sơ cho vay tiền, kỹ thuật viên điện toán và những người khác đang được nhiều doanh nghiệp xếp họ vào loại nhân viên điều hành hay chuyên viên để khỏi phải trả lương làm giờ phụ trội cho họ. Quyết định của ông Obama dùng sắc lệnh của Tổng thống để thay đổi luật lệ về giờ làm việc phụ trội nhằm tránh không phải đối đầu với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở Quốc hội, vốn thường ngăn cản các biện pháp kinh tế của ông và từng cảnh cáo rằng sẽ chống lại ý định tăng mức lương tối thiểu của liên bang từ 7.25 Mỹ Kim lên thành 10.10 Mỹ Kim.